Vâng, hello, xin chào các bạn đang theo dõi kênh của Bánh Xuân Trường. Hôm nay mình sẽ chuyển giao một em ngựa cái có chửa 5 tháng trường Đông Anh Hà Nội các bạn nhé, cho bác ở dưới Đông Anh Hà Nội chăn nuôi. Trước khi quay về chi tiết em ngựa đấy thì mình sẽ quay sơ qua về một số em ngựa bên mình nhé. Bên mình còn rất nhiều ngựa nhé, các bạn theo hồ lựa chọn nhé. Đây một anh khách ở trên Lục Ngạn đã đặt 3 con rồi nhưng mà chốt rồi nhưng mà chưa chở được này, trong này có 3 con này. Đấy, ngựa rất khỏe mạnh các bạn nhé. Đấy, con nào cũng xinh, con nào cũng đẹp. Đấy, rất nhiều. Tha hồ các bạn lựa chọn nhé. Được. Trắng muốt. Ngựa mình bảo hành luôn nhé. Những con ngựa này bắt của lại của người dân nhé. Trước kia là mình bắt ngựa bên mình, sinh sản ra mình bắt lại. Đấy. Rất là đẹp nhé, toàn ta pha thôi. Đấy. Các bạn yên tâm đi. Đấy. Nó to lên toàn tầm trên 2 tạ, đến 3 tạ lùi nhé. Đấy. Đây. Đây em to hơn, còn em bé hơn trong chuồng đây, còn một số đây. Đấy, thấy chưa? Đấy. Từ 5 7 tháng nhá. Đấy, trong này một số em đã đi đàn. Đấy, trong này một số em đi đàn lên được rồi. Đấy, thấy chưa? Đây. Đấy, thấy chưa? Đấy, quay chi tiết với em một cái nhá. Đây, cái đây. Con cái này trước là cầm cái mẹ con nhá, còn rất to, vẫn mẫu sữa. Con này mẫu sữa, cực mẫu sữa luôn. Đấy. Con 7 tháng mà to cả một mẹ luôn. Đấy, con này nếu mà ta to hết cỡ nó tầm, nếu mà chửa thế nào chửa to hết cỡ là tầm 3 tạ rưỡi. Nhưng bây tầm này gần 3 tạ thôi. Các bạn nhé, để mình quay camera sau bạn xem. Dạ, rất hiền nhá. Đấy, hiền cực hiền luôn. Bắt thắt được ngay. Đấy. Phong khoái sạch sẽ. Đây các bạn nhá, mình mã TV bắt đầu bắt ngựa, bắt nhàm. Con này hiền, cứ hiền luôn. Cao, pha, phê. Bác lên nhìn thấy ưng, bác chốt luôn. Bác ở Đông Anh, Hà Nội. Đấy. Ngoài những sản phẩm bên ngựa, bên mình còn một số sản phẩm như là những đầu tưới các bạn nhá. Nếu các bạn... nếu mà các bạn dùng đầu tưới này thì các bạn sẽ đây đầu tưới này rất chi là hữu ích, phụt rửa trang trại này, phụt rửa sân vườn này, đấy, tưới rau cỏ tất cả các loại được luôn nhé các bạn nhé. Đấy, thấy chưa? Đấy, và một số sản phẩm như từ cao ngựa bạch này, cao ngựa thường này, đấy, thường ngựa bạch ngựa ong bên mình đều có hết. Và những sản phẩm từ các bạn mà thích sản phẩm như là tháo ngựa ấy. Đấy. Thì bên mình cũng cung cấp hết nhé. Đấy, thấy chưa? Bây giờ mình cho em xe lên xe bạn nhé. Đấy. Cho em lên xe. Đấy. Đi. Đấy, cho em lên xe để đưa về ở thủ đô bạn nhé. Thủ đô kháng chiến. Đấy. Rất chiều đẹp. Nhá. Đấy. Ngựa về thủ đô khác nó vui hẳn lên này, tươi hẳn lên. Đấy, ba em muốn ti này. Gông ạ. Giờ chuẩn bị đưa em lên xe nhé. Một em lên xe mà 4 anh 5 6 em hộ tống một em lên xe rất chỉ là oách các bạn nhé. Thấy chưa? Ngựa rất chi là nhìn vui mắt. Đấy, rất đẹp. Đấy, một em lên xe đây mà hộ tống rất chi nhiều em lên đi cùng. Đấy, đi lên đây. Nào. Kiểu như rước dâu ấy. Một người lên xe là 4 5 người ở xung quanh là cứ quyến luyến. Đi lên. Đi lên. Xe đây. Vâng các bạn nhé, bây giờ ngựa lên xe nhé. Đấy, Bánh Mã TV đang buộc ngựa vào để đưa em xuống ông chủ mới. Đấy, ngựa rất đẹp. Yeah. Nhìn trên xe rất chi to nhá, cực phê luôn. Lúc nhìn ở dưới rất chi là bình thường nhưng mà trên xe rất chi to.
nha. Đấy, về chủ mới đấy. Nha các bạn tiếp tục theo dõi nhé, quá trình em chúng tôi mang ngựa xuống Hà Nội nhé. Okay, chào các bạn nhé, thì vừa rồi mình đã đóng ngựa lên xe, thì bây giờ mình sẽ đóng cao cho bác đấy, lại là món quà tri ân, gọi là tri ân khách hàng từ dịp tháng 8 cho đến hết tháng Tết các bạn nhé. Thì hôm nay bác bắt cho có bên Bạch Mã TV và Xuân Trường Vlog thì một em ngựa cái có chữa gọi là 6 tháng, bên mình có chữa bảo hành 6 tháng đấy. Đấy, có thể là làm video này bảo hành cho bác đấy, hoặc là viết giấy thì các bác chỉ về nuôi và đợi sinh sản thôi. Đấy, khi nào mà sinh sản xong ra thì tách con tầm độ 3-4 tháng thì lại gọi bên mình thu gom lại các bạn nhé. Thì đây bên mình chiên cho bác khách một lạng cao ngựa bạch chuẩn 100% nguyên chất nhé. Đấy, đấy gọi là cao này bên mình là tự sản xuất ra đấy, tự thịt ngựa bạch và thì tự nấu các bạn nhé, nên các bạn yên tâm sử dụng đấy. Thì lạng cao này thì các bà bác về một là bác dùng đấy, bổ sung sức khỏe cho bác ấy và hoặc là để cho gia đình bác đấy, đấy bổ sung sức khỏe thêm các bạn nhé. Đấy, các bạn nếu mà không tin tưởng bên Bạch Mã TV tri ân khách hàng mà lạng cao bạch ngựa bạch chuẩn thì các bạn có thể cầm lạng cao này đi đấy, cầm đến ai biết là lạng cao này có phải là ngựa bạch hay không thì cứ đi kiểm tra kiểm định thoải mái các bạn nhé. Đấy, có giấy hướng dẫn sử dụng đây các bạn đây nhé, có giấy hướng dẫn sử dụng và bao bì hẳn hoi các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ đóng đây nha, mình sẽ đóng vào bao bì để gửi cho tri ân khách hàng cho bác đấy nhé, để cho nó chuẩn các bạn nhé. Đây là bao bì và giấy hướng dẫn sử dụng bên Bạch Mã TV các bạn nhé, là của hợp tác xã luôn. Bên hợp tác xã đã tham gia chương trình hợp tác xã và có giấy an toàn vệ sinh thực phẩm trong chuẩn của Hàn Hoa các bạn nhé, nhưng các bạn yên tâm sử dụng. Thì ok, các bạn theo chân hành trình của mình đi bàn giao ngựa cho một bác khách ở dưới Sóc Sơn, Hà Nội. Các bạn tiếp tục theo dõi video của mình nhé. Vâng các bạn nhé, bây giờ anh em chúng tôi bắt đầu xuất phát nhé. Đấy, xe từ trong kia ra. Đấy. Đấy, bắt đầu chỗ đóng ngựa ra nhé. Anh chị em nào yêu quý kênh, cho mình một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh nhé các bạn nhé. Đấy. Giờ yeah. Bên mình uy tín và chất lượng. Nó khỏe mạnh. Đấy, cổng bây giờ. Đấy, cổng rất chia đẹp nhé. Cây mát mẻ. Ok bạn nhé, bạn theo dõi nhé. Vâng các bạn nhé, bây giờ anh em chúng tôi bắt đầu ra khỏi cổng nhé. Đấy, các bạn mà hay theo dõi cây bên mình biết đấy, cái cổng này rất chi là đẹp đấy, có cái trứng gà, cái sấu này, hai bên cánh tả và cánh hữu, rất chi là đẹp. Đấy, mát mẻ và có dụng cỏ ở đằng trước cửa cổng luôn. Đấy, rất chi là xanh. Đấy, bây giờ anh em chúng tôi mới đi nhá. Anh chị em yêu quý kênh hãy cho chúng tôi một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh nhé, và chia sẻ rộng rãi cho bạn bè vùng miền biết nhé. Và các bạn tiếp tục theo dõi nhé, quá trình giao ngựa và như nào, hành trình giao ngựa, bàn giao cao như nào nhé. Vâng các bạn nhé, anh em chúng tôi đã đến Đông Anh. Đấy, bác chủ đang dẫn đường trước đây nhé. Đấy, mang đây. Đâu cổng đâu bác ơi. Thôi tiến đi, cứ tiến đi. Đấy, bác đang dẫn đường. Chỗ này là thuộc thôn Xuân Phú rồi nhá. Xã Xuân Thu. Thôn Yên Phú, xã Xuân Thu rồi nhá. Đấy, đúng anh Hà Nội. Anh em bạn bè nào ở Yên Phú với Xuân Thu bắt ngựa để thả bãi bồi cứ alo anh em chúng tôi nhé, mang ngựa tận nơi. Đấy, bạn đang cổng đâu bác? Vào xe vào không? Xe chắc không vào đâu bác nhỉ? Không vào được thì tôi đợi đâu. Cách có sao không bác? Đây ngay đây, đằng sau cái nhà làm đấy. Vâng, thế thì các bạn nhá, bây giờ em chúng tôi xuống ngựa nhá. Chúng nhờ bác ở bên này. Đấy, bác chủ đây. Bác tên gì nhỉ? Tân. Bác Tân. Đó, Tân ở dưới Yên Phú.
Ngựa rất đẹp, to và đẹp nhé. Đây, xuống bạn nhé. Đấy, xuống rất nhẹ nhàng. Đấy, thấy chưa? Rất nhẹ nhàng luôn. Chỉ bảo nó biết đi nhẹ nhàng. Đấy. Ôi, bác ấy đi, cầm cho cháu, không để cháu ngồi dưới xe này lấy được luôn. Đấy, bác... Bác ở đây Yên Phú. Đấy. Dạ. Đá nào đó sờ thoải mái này. Nói chung là tất nước giật mình. Tiền đấy, ngựa này mình ra con trắng thì cho bán đắt. Trả ra con trắng ấy ra cái gì? Ngựa đẹp. Ngựa này, cái cỏ này ăn thì thoải mái. Cái lá này nó cũng ăn nhỉ? Ăn hết mà, cỏ này tốt, tốt mà. Dạ, ngựa khỏe mạnh. Trời để ý xong rồi lùi ở đây nhá. Ừ. Đấm mà, mặc. Lùi, lùi mà để á? Vâng, lùi được, lùi một đoạn thôi. Vâng. Chốt xe. Đấy bạn nhá. Đấy, bác con ngựa bác rất thì là ưng ý. Không phải đuổi. Nó hiền mà bác. Vâng. Những cái mà nó hiền hơn, nó thuần rồi. Ngựa trẻ, ngựa non thì bao giờ nó cũng nghịch hơn chút các bạn. Con này đẻ một đứa đầu tiên rồi, đứa này đứa thứ hai đâu có chữa được 6 tháng rồi, gần 6 tháng rồi. Đấy, thấy chưa? Đấy là quay cái gì ạ? Là cháu quay video các bạn. Đây, đã vào khu vực nhà nhà bác nhé. Đấy, thấy chưa? Dắt cái vào luôn. Đấy. Bốp bốp. Không có con này lạnh. Vâng. Đấy nhá. Đấy, nó vào chuồng rồi. Đấy, đấy. 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 Đây là khu vực trang trại nhà bác nước nhất nhẹ nhá. Có một con chó cảnh này, con chó bốp này, giống con chó nhà dưới nhà mình nhá. Đấy. Đây nhà bác đây. Đấy. Chào bá. Vâng. Ngựa đây bay. Bay xuống nơi rồi. Khỏe mạnh. Xuống rất là dễ dàng. Thì định vị Google mà. Đấy, các bác ạ. Em chúng tôi đến nơi á, bác ở nơi vịt trời cơ. Đâu ngan. À ngan à? Đó tưởng vịt trời cơ. Bay được, em bay được. Đấy. Đây. Ngan. Muốn chăn nuôi ngựa ở khu vực dưới Yên Phú nhá, phân khu này cứ liên hệ em với tôi sẽ mang ngựa tận nơi luôn. Hôm qua hai bác lên tận nơi xem ngựa và đã chốt, sáng nay em với tôi chở đến đây nhá. Anh em các bạn bè gần xa nào mà muốn nuôi ngựa cứ liên hệ em với tôi, yêu quý kênh hãy cho mình một like, một chia sẻ, đăng ký kênh nhé. Bá ra bá xem làm quen với chủ mới, chúng ta chủ mới là làm ăn cuối năm là đẻ một em bé. Đấy, em... đầu năm chứ. À, đầu năm. Sang đầu năm tới. Đầu năm sang năm. Sang năm 2024. Là sẽ sinh một em bé nhé. Về ta em trông lớn nhá. Ừ, hai trông lớn. Ở đây là nhiều cỏ ngon. Ở đây cũng ăn. Vâng. Đường nào cháu hòa lên đây, hòa ý là cháu muốn là từ đây đi ra đấy là có đường nào không? Không phải đi qua chợ không? Có, bây giờ thế có nghĩa là phải đi qua ấy, đi qua đồ lò gì? Cháu vừa đi qua chỗ đi qua chợ Thung Thu, đi chợ Sơn La. Đấy, đi qua đấy chắc không qua. Vâng. Đây các bạn nhé, đấy em chúng tôi đã giao dịch, đã trao trả
Tiền để đang đếm các bạn nhé. Chơi đúng kiểu ngựa này thì đẻ ra con thì bán thì nó hớt tôm tươi, hớt tôm sông luôn. Đấy, bác tên gì nhỉ? Quên tên. Bác Tân. Tân ở, à, quên. Bác Tân ở dưới Yên Phú. Xuân Thu. Xuân Hà về đấy, vì nơi này thì rẻ. Vừa xuống về. Bác đã nhà mình có gửi có cái hàng mình biết rồi, nhưng mà có xuất xa mua cái lăng nhà này là cần sức khỏe. Con này cao hết. Vâng, cao mà, cao 1m3. Vài, cao đấy, giao dịch. Đấy. Cái cổ nó ngắn đi. Cắt. Dịch thành công. Vấn đề đã được bong. Hay là hai anh em đi ăn cơm chứ. Thôi, cháu cũng về sớm, cháu về nhiều việc lắm. Đến cơm, đến cơm. Đến ngang kia thịt ra. Thì khác. Không, đây chưa 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 xuống đó có đồng lộc thì là con bá chăn nuôi may mắn rồi. Thì đây thì tiện thì cháu đưa về món quà tri ân cháu áp dụng chương trình này thì xin phép cái gì đây ngựa bạch cam và bạch chuẩn một cam à, vâng. Ôi thế à vâng. Thế cái này ăn thế nào nếu bác rồi. Nếu bác nấu nhiều thì bác biết rồi. Đây cháu đây nhà này toàn ăn thôi mà đây có hướng dẫn có giấy hướng dẫn sử dụng đây. Rồi. Bác xin nhé. Bác xuống bác ấy cho quả bóng bưởi diễn to bằng polo. Cao và bạch chuẩn đấy không phải là cao. Để khách đến đây chơi cùng gia đình bác nhé. Cái này cứ toàn chặt ra cứ thế là ăn thôi. Chả. Vâng. Vâng. Đúng rồi. Đây nhà cháu thế mà. Bật cho con thì mình thi thoảng mình hầm chi hầm gà cho vào cho nó. Đúng vậy nhá. Đấy. Đã trao dịch thành công. Có gì các bạn hãy nhấn kênh cho mình một like và chia sẻ đăng ký kênh nhé. Và về đây cũng mua sản phẩm bên mình liên hệ với số điện thoại để dưới phần mô tả nhé. Đấy. Vâng, hết. Vâng, hôm qua 10 giờ thì hơn 10 giờ về. Vâng, hết cho bác cho ông nhá. Đây anh em chúng tôi đã chào khách và em giờ em chúng tôi đi về nhé. Chưa tối chiều ấy, chiều ấy trâu á. Chiều trâu. Anh chị em nào muốn mua ngựa cứ liên hệ, ngựa rất đẹp. Cho nó ăn được, đang nói. Dạ. Thì nó bắt chân người đấy. Đây. Ô tô. Vâng, có đi ô tô. Cháu đã cho ngựa lên. Vâng, thế cháu. Ừ, cháu bác bán nhé. Anh em về nhé. Ừ, bác. Về nhá. Cháu về. Anh em về. Vâng. Đấy, bây giờ em chúng tôi đi về nhé. Anh em bạn bè ở dưới Hà Nội này muốn mua ngựa cứ liên hệ em chúng tôi nhé. Thế này là dưới xã Xuân Thu nhé. Bây giờ nhà đang làm. Đấy, em chúng tôi ra xe ô tô. Là ra xe ô tô, em chúng tôi ở kia nhé. Vâng các bạn nhé. Đấy, anh em chúng tôi đã giao ngựa. Một bàn giao một em ngựa cái chở gần 6 tháng đến Đông Anh Hà Nội nhé. Đấy, xuống Hà Nội, xuống Đông Anh. Đấy, bây giờ đã về nhà, về bên trang trại mình đây. Đấy, bên trang trại mình vẫn còn rất nhiều ngựa để cung cấp cho bà con. Đấy, từ to đến nhỏ nhé, từ nhỏ đến to. Đây, đấy. Trong chuồng đây các bạn đang ăn rất khỏe mạnh, ăn cỏ nhé. Ngựa mình to ăn cỏ thôi. Đấy. Nếu mà các bạn mình chăn ngựa sinh sản ăn cỏ nhé, các bạn chăn nuôi ngựa thương phẩm thì cho ăn cám, hỗ trợ cám nhé. Đấy. Đây, còn ba em là khách đã chốt rồi nhá, chốt rồi nhưng mà chưa chở được, đang làm chuồng. Nên là các bạn yên tâm nên vẫn còn rất nhiều ngựa để cho các bạn lựa chọn. Đấy. Nếu các bạn yêu quý kênh, hãy cho mình một like, một chia sẻ, đăng ký kênh nhé. Đấy, để mình đỗ động lực ra làm nhiều video khác. Đấy, các bạn bên mình còn mới về một em ngựa Tafa Đà Lai nhá, cái nhá. Nhưng mà mình chưa quay lên được chỗ này. Các bạn muốn bắt ngựa giống nhá hoặc là ngựa thương phẩm cứ liên hệ bên mình. Đấy, mình sẽ cung cấp tận nơi cho. Đấy. Video bàn giao ngựa đến đây kết thúc bạn nhé. Đấy, các bạn yêu quý kênh cho mình một like, một chia sẻ, đăng ký kênh. Đấy, trước khi kết thúc video mình cũng giới thiệu thêm sản phẩm bên mình nhá. Bên mình có một số sản phẩm từ ngựa như là thịt ngựa này, bạch này, cao ngựa bạch này, phần ngựa bạch ngâm mật ong nhá. Đấy, và một số phụ kiện đi theo trang trại như đầu tưới các bạn đây, đầu tưới mình đây. Đầu tưới sửa trang trại nhé.
Đấy, đầu tưới này thì rất chi là dễ, không phải bóp mỏi tay mỏi chân gì cả. Mình cứ xoáy và mình bơm thôi, mình xịt thôi. Đấy, các bạn yên tâm nhé. Vâng, video và rau ngợn đến kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn video sau nhé. Các bạn nhớ bấm chuông và nhấn chữ đăng ký để khi đi video về phát là về nó trực tiếp về điện thoại các bạn luôn nhé. Vâng, hẹn gặp lại các bạn video sau.